Hôm nay thì hai cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8 sẽ diễn ra, đó là trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và đội tuyển Italia, cũng như là chủ nhà Đức gặp đội tuyển Đan Mạch. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua tình hình lực lượng của các đội bóng trước trận đấu này. Đội tuyển Italia đã có một hành trình chưa thực sự thuyết phục tại vòng bảng. Sau 3 trận đấu, họ chỉ giành được một chiến thắng trước đội tuyển Albania, còn lại để thua đội tuyển Tây Ban Nha và bị đội tuyển Croatia cầm hòa. Nếu không có bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng trong lượt trận cuối trước đội tuyển Croatia, đội bóng áo thiên thanh chưa chắc đã vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sĩ đã cho thấy mình không dễ bị khuất phục. Với lối chơi gắn kết và đội hình đồng đều, đội tuyển Thụy Sĩ giữ thành tích bất bại tại vòng bảng với một chiến thắng và 2 trận hòa. Về mặt lực lượng, đội tuyển Italia không có sự phục vụ của hậu vệ Riccardo Calafiori do bị treo giò. Đội tuyển Thụy Sĩ cũng có một cầu thủ bị treo giò là hậu vệ phải Sylvain Wittmer. Còn với trận đấu diễn ra ngay sau đó, đội tuyển Đức sẽ gặp tổn thất về lực lượng trong màn so tài với đội tuyển Đan Mạch khi trung vệ Jonathan Tah bị treo giò, còn người đá cặp với anh là Rudiger bỏ ngỏ khả năng ra sân do đang gặp chấn thương ở đùi. Ở phía đối diện, đội tuyển Đan Mạch cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Morten Hillman khi cầu thủ này đã phải nhận 2 thẻ vàng ở vòng bảng. Hai trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 sẽ được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV3. Trước khi theo dõi các trận đấu này thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại một chút về quá khứ. Năm 2010 được coi là giải đấu đầu tiên mà phong trào để những loài động vật dự đoán kết quả trận đấu nổi lên khi chú bạch tuộc Paul đã gây sốt toàn thế giới khi chú dự đoán hầu như là chính xác tất cả các trận đấu ở giải đấu năm đó. Và chúng tôi muốn nhắc lại chuyện này là vì tại Euro năm nay có một cô voi và chúng ta có thể gọi vui rằng đó là truyền nhân của bạch tuộc Paul đã xuất hiện. Một cô voi có tên là Bubi đã tiếp tục đưa ra những dự đoán của mình về trận đấu sắp tới của đội tuyển Đức với một khung thành được chia làm hai phần, một nửa tượng trưng cho đội tuyển Đức và một nửa khung thành tượng trưng cho đội tuyển Đan Mạch. Cô voi Bubi sẽ thực hiện tổng cộng là 3 cú sút như một cách để đưa ra sự lựa chọn của mình. Ở lần dự đoán này, dù có lần đầu tiên sút về hướng khung thành của đội tuyển Đan Mạch thì hai lần còn lại, voi Bubi đều đã sút về khung thành của đội tuyển Đức. Những cổ động viên Đức hy vọng rằng dự đoán của voi Bubi sẽ chính xác thêm một lần nữa khi từ đầu giải đến nay, voi Bubi đã dự đoán chính xác cả 3 trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển Đức tại Euro 2024. Rõ ràng là các cổ động viên của đội tuyển Đức đang rất chờ đợi vào sự trùng hợp trong những dự đoán của voi Bubi. Và trong bóng đá thì luôn có những trường hợp như vậy. Có những sự trùng hợp mà tất cả các cổ động viên đều mong muốn rằng nếu nó đã xảy ra một lần rồi thì nó sẽ xuất hiện lại trong tương lai. Và không chỉ các cổ động viên của đội tuyển Đức đâu, các cổ động viên của đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang chờ đợi như vậy. Đội tuyển Tây Ban Nha thì đang chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Georgia với lực lượng tốt nhất. Sự chú ý được dành cho tài năng trẻ 16 tuổi là Yaman và cầu thủ 21 tuổi là Nico Williams. Hai cầu thủ đã chơi nổi bật và góp công lớn vào thành tích toàn thắng tại vòng bảng của đội tuyển Tây Ban Nha. Bên cạnh đó thì đội tuyển Tây Ban Nha cũng chưa để thủng lưới bàn nào và thầy trò huấn luyện viên De La Fuente hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được thành tích này. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha thắng 3 trận tại vòng bảng của Euro. Và lần gần nhất họ làm được điều này là vào năm 2008, giải đấu mà đội bóng này đã lên ngôi vô địch. Các cổ động viên Tây Ban Nha hy vọng rằng đội bóng của mình đang đi đúng trên con đường lịch sử mà họ đã từng tạo ra. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Georgia sẽ diễn ra tại thành phố Cologne của Đức. Hiện tại thì nhóm phóng viên Tiến Dũng và Anh Quân của Đài truyền hình Việt Nam đã có mặt tại thành phố này. Trong những ngày có mặt tại đây, các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam cảm nhận được rằng bên cạnh những trận đấu nảy lửa hay là sự sôi động của các fan zone thì vẫn có những góc bình lặng hơn nhưng lại gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn. Ông Lucas, một người Rumani, đều đặn sáng nào ông cũng có mặt ở quảng trường nhà thờ lớn Cologne, một vòng tròn lớn với chi chít là cờ, không chỉ là cờ các quốc gia dự Euro mà còn là bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Thật bất ngờ, xen lẫn tự hào, trong số hàng chục lá cờ ông Lucas đã vẽ, chúng tôi tìm thấy hình cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Tôi vẽ cờ tất cả các nước chứ không riêng gì Euro. Ai yêu cầu vẽ cờ gì tôi cũng đáp ứng, miễn là họ thấy hài lòng. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp gắn kết mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Ông Lucas cứ vẽ như vậy, cho đến khi nào vòng tròn kín mới thôi. Khách đến ngắm tác phẩm của ông, ai tốt bụng thì có thể thả vài xu vào lá cờ yêu thích. Không thì thôi cũng chẳng sao cả. Công việc này của ông cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng. Và ở chỗ này chúng tôi nghĩ rằng có một dòng chữ phải nói là rất ý nghĩa. Chúng ta có thể
thuộc về những tôn giáo khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, màu da khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều thuộc về loài người. Vâng, cảm ơn anh Đình Khang với phần tin tức thể thao sáng nay ạ.